Hòa cùng dòng người tấp nập chảy Hội Lim, nhiều du khách tìm chọn cho mình một chỗ đứng để nghe những làn điệu quan họ mà mình yêu thích. Tại đây, mỗi làn quan họ của các câu lạc bộ tham gia lại mang một màu sắc riêng. Câu lạc bộ quan họ tỉnh Bắc Ninh đem đến cho du khách đắm mình trong những làn điệu đối đáp cổ. Tại Hội Lim hôm nay thì chúng tôi cũng mang hết khả năng của mình để thực hiện những cái làn điệu dân ca quan họ cổ mà từ trước, từ xưa đến nay là các cụ vẫn luôn gìn giữ và bảo tồn. Tại câu lạc bộ quan họ Hoàn Sơn lại đem đến cho du khách đắm mình trong những làn điệu giao duyên của dân ca quan họ mượt mà, ấm áp không chỉ từ các miền anh, miền chị mà cả từ những em nhỏ. Tham gia thì các cô chú rất là dạy và chỉ rất là nhiệt tình. Và sau 2 năm con vào tham gia câu lạc bộ này thì con đã tự tin hát được các làn điệu quan họ. Câu lạc bộ tổ chức sinh hoạt hàng tháng mỗi tháng một buổi và truyền dạy cho các em mỗi tuần một buổi vào tối thứ bảy, và có các nghệ sĩ nổi tiếng về để truyền dạy cho các em hiểu tại sao và như thế nào là quan họ quê mình và giữ gìn di sản văn hóa quê mình. Du khách đến với Hội Lim, họ không chỉ được nghe, được xem các liền anh liền chị biểu diễn, mà ở đó còn là sự giao lưu trong những làn điệu quan họ mượt mà say đắm. Bản thân mình đã yêu âm nhạc và đặc biệt là làn quan họ, dân ca quan họ Bắc Ninh ấy, thì là mình rất là yêu. Cho nên là mình thôi hôm nay là thật sự là đánh liều là giao lưu với cả các anh liền chị đây cũng mạo muội gọi là thể hiện 1-2 bài hát để chứng tỏ cái lòng yêu dân ca quan họ Bắc Ninh. Mình nghĩ đây là một cái dịp để mình thể hiện tình yêu quê hương đất nước. Đến nay sau 10 năm được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, dân ca quan họ Bắc Ninh vẫn đang thể hiện rõ sức sống trường tồn, vẫn không ngừng được cộng đồng gìn giữ, bồi đắp và thăng hoa.